熱海。熱海の温泉。熱海の温泉に行こう。行きます。Hello, trời lạnh nơi đen sen thưa các bác ơi. Hôm nay các bác cùng nhà mình đến Atami tắm onsen ngắm pháo hoa nha. Atami là một thành phố thuộc bán đảo Izu, đã từng được xem là thành phố văn hóa du lịch quốc tế, nổi tiếng là một thị trấn nghỉ dưỡng suối nước nóng ven biển. Từ Tokyo đến Atami thì chỉ mất chưa đến một tiếng đi Shinkansen hoặc là 2 tiếng đi tàu thường, nên là đây cũng là một địa điểm thích hợp để dạo chơi một ngày từ Tokyo. Thường thì ở Nhật các nơi sẽ tổ chức bắn pháo hoa vào mùa hè, nhưng mà ở Atami thì lễ hội pháo hoa được tổ chức thường xuyên từ tháng 4 đến tháng 12. Vào mùa hè thì các bác có thể đến đây vừa vui chơi tắm biển rồi ngồi ở bãi biển uống bia ngắm pháo hoa. Còn những hôm lạnh lạnh như cái hôm bọn mình đi đây thì nhà mình quyết định vừa tắm onsen vừa xem pháo hoa. Thì nhà mình lái xe đến đây hết khoảng 3 tiếng. Lần nào đi đến bán đảo Izu thì nhà mình cũng đều chọn đi con đường thường để ngắm cung đường ven biển mà mình đã bị mê mẩn, ngắm bao nhiêu lần không biết chán. Vừa đi từ từ vừa ngắm cảnh thì lúc đến nơi cũng đã chiều khoảng 3 giờ gì đó. Mà đây là lần thứ hai nhà mình đến khu Atami này. Lần đầu tiên là vào mùa hè năm ngoái ở trên vượt đến Kyoto, nên là lần này nhà mình không lượn lờ xung quanh nữa mà quyết định dành nguyên một buổi thư giãn ở khu onsen luôn. Onsen này tên là Fuya Ocean Spa, là một trong những suối nước nóng phục vụ trong ngày lớn nhất ở Atami, nằm ngay cạnh bãi biển Atami, có khu onsen vô cực hướng mặt ra biển. Khu tắm onsen ở đây rộng lớn với nhiều bồn tắm cả trong và ngoài trời, đặc biệt nhất là bồn tắm đứng vô cực ở ngoài. Đứng ở đây thì có cảm giác như là đang trôi nổi giữa đại dương, giống như là cái tên Fuya. Fuya Fuya trong tiếng Nhật nghĩa là bồng bềnh đó các bác. Khu nghỉ ngơi thư giãn sau khi tắm cũng rất là lớn. Đấy có lẽ là onsen có khu vực nghỉ ngơi rộng lớn nhất mà mình từng đi, gồm nhiều không gian cả trong nhà và ngoài trời, và cả khu giải trí dành cho cả trẻ em và người lớn. Ở đây còn có 2 phòng gamban kêu cứ là khu nằm đá nóng, có tác dụng làm ấm và thải độc thư giãn cơ thể. Nhưng mà vào ngày lễ thì khá là đông nên là thường phải xếp hàng một lúc lâu mới vào được. Nani shite no? Nanji made? Ima nanji? Ima ne, doji san. Nanji made irasshai imasu? Aki. Yabai. Bi de nomu? Eh? Bi de nomu? そう。花火見ながら飲む。これから。今から飲むの?今から。前だね。あとくる。おやつ味。おやつ。スナック。ああ、チーズの。チーズのやつ。それでいい? わかった。食べてください。待ちちゅう。乾杯。乾杯。乾杯。 Đến đây tắm onsen nằm đá nóng thư giãn cơ thể căng cứng sau một hành trình lái xe dài thì nhà mình nằm nghỉ ngơi ở phòng nghỉ chờ đến giờ bán pháo hoa. Có điều là ở quầy hàng bán khá ít đồ ăn vặt và đồ uống nên là nếu muốn ăn uống thì phải xuống nhà hàng ở tầng 2 nha các bác. Vì hai vợ chồng nhà mình muốn ngắm pháo hoa cùng nhau nên là quyết định sẽ ngắm ở ban công khu nghỉ. Đến chiều tối trước giờ bán thì nhà mình đã ban công để xì chỗ trước, vừa để ngắm hoàng hôn và thành phố Atami lên đèn. Hướng ban công này thì nhìn thẳng vào khu khách sạn và nhà nghỉ nằm ven trên núi của Atami, nên là buổi chiều tối lúc thành phố bắt đầu lên đèn đẹp và lãng mạn lắm các bác ạ. Con ơi quá. Con ơi quá, con xem nào. Nâng cái. Nâng cái. Cô, chị ơi, cô có 3 cái. 5 cái là ổng, 7 cái là ổng. Mê đi, mê đi. Đã được được rồi. Con xem nào. わあ、反射して見えない。今色綺麗よ。ここ。綺麗よ。ね。ライアップした。すごいね。1人3000円、3500円ぐらい。でも最高。1回来たね。1回来たくればいいでしょ。 あそこも綺麗。なんかピンク色になってきて綺麗。山、山は山。山が邪魔だ。見えない。でしょ。<笑><笑>
まだ長いよ。俺もライトアップするしさ。綺麗よ。綺麗よ。綺麗。そう。あ、そう。こっち、こっち、こっち。おー、わーお。綺麗。Còn đối với bác nào đi một mình thì mình nghĩ nên vừa tắm onsen vô cực ngoài trời, vừa ngắm pháo hoa là một trải nghiệm đáng giá khó có thể nào mà quên được. Đến giờ thì đèn điện ở trong phòng nghỉ sẽ được tắt hết để phục vụ cho việc ngắm pháo hoa. Nhưng mà mình thấy hướng pháo hoa bắn hơi là chứ không phải ở ngay phía trước. Nên là nằm ở trong sẽ không ngắm được pháo hoa trọn vẹn mà nên ra ban công như các bác. Thì nổi tiếng nhất phải kể đến có lẽ là màn trình diễn thác Niagara giữa trời. Nếu mà ngồi ở bãi biển thì khó có thể thấy hết vẻ đẹp này vì ở khá xa. Nhưng mà ngắm pháo hoa từ ban công này thì các bác có thể chiêm ngưỡng hết sự hoành tráng của nó. Kết hợp với vị trí địa lý đặc biệt nằm giữa ngọn núi nên là tiếng nổ của pháo hoa sẽ vang vọng khắp thị trấn, làm tăng lên sự kích thích của màn trình diễn. Nhà mình thì thấy thú vị nhất là tiếng pháo hoa nổ bùng lên, làm cho tiếng báo động của ô tô trong bãi đỗ xe cũng vang lên. Kiểu như là hoa vào bản nhạc của tiếng pháo hoa vậy. Đứng ở ban công ngắm pháo hoa, gió biển thổi khá là lạnh nên là sau khi pháo hoa kết thúc, nhà mình lại vào tắm onsen thêm một lần nữa trước khi về. Đến đây thì cũng kết thúc một ngày thư giãn, cơ thể và tâm trí thoải mái rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Nếu yêu thích hãy like và subscribe để tiếp thêm động lực ra video cho mình nhé. Hẹn các bác ở những chuyến đi tiếp theo. Onsen wa atta. Onsen ni iru kara yoru wa reru na. Ima nanji? Ima nanji? やばい。1日温泉なの？どうだった？早かった。は？早かった。早いなの？長くないの？待ってた時間。やばい、長いよ。長かった。何？花火待ってた。うん。